Dạ vâng, em Thành ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý anh chị quý bác như mình. Theo yêu cầu của các bác thì em mới về một chiếc Mitsubishi Xpander màu trắng. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2021. Đây là bản 1.5 số tự động đây các bác nhá. Tình trạng của xe thì xe zin hết cả xe luôn các bạn. Đấy, zin từ lỗ thất ghế lỉ nguyên bản theo xe, máy số zin, keo chỉ zin và không lỗi làm gì. Có cam kết bằng văn bản khi các bác mua xe rằng là xe không tai nạn, không đâm va và không ngập nước các bác nhá. Đấy, màu trắng rất là đẹp luôn, 7 chỗ số tự động. Dòng này thì rất nhiều các bác khách hàng hỏi và tìm mua. Đấy, rất phù hợp với gia đình bác nào đông người hoặc là các bác mua về để chạy dịch vụ kiếm cơm, rất hợp lý luôn các bác nhá. Đấy. Cụm đèn pha đây các bác này. Đấy, đèn pha rất trong và rất sáng này, đèn chu gầm này. Tất cả đều là nguyên bản hết, chưa độ đặc, độ đẽo gì đâu các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn này, các tai đèn này vẫn còn nguyên bản, không bị không bị gãy ghiếc gì đâu các bác nhá. Đấy, đây, ốc lắp cabo này. Rồi cao su giảm chấn đây. Đấy, cao su giảm chấn đây. Ốp vào cabo này. Đấy, còn vết sơn này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Ốc ở khoang máy này. Đấy, còn vết sơn QC đánh dấu của nhà sản xuất còn rất nhiều. Ốc chân máy đấy. Đấy, máy số zin. Những cái dòng này mà không zin thì bên em này cũng không nhập về, không mua về. Đó. Đấy, các bác nhìn này, khoang động cơ này. Chiếc xe này vẫn đẹp mộc mạc đây các bác nhá. Khoang động cơ thì bên em chưa cho đi spa chưa biết gì đâu, tại vì nó đẹp sẵn rồi. Đấy. Chả nó chỉ bị tí bụi này thôi các nhá. Cũng chả cần rửa đâu ạ. Đấy, rửa chả cần rửa đâu, nó đã sạch đẹp rồi. Đấy, lốp lát đây. Đó. Là răng đúc dạng phay rồi phanh đĩa, phanh ABS được trang bị trên hai bánh trước. Chiếc xe này đăng kiểm đến tận tháng 11 năm 2024 các bác nhá. Đây. Đấy, mới đăng kiểm lần đầu đấy. Xin nhan trên gương này. Đó, nội thất bên trong này. Nội thất của chiếc xe này vẫn là nguyên bản các nhá. Nội thất ghế lỉ cao cấp này. Đấy, nguyên bản theo xe. Tại vì bác chủ cũ có bọc lên cái bộ áo ghế các bạn. Đấy, bộ áo ghế em để phía đằng sau kia. Là bác nào mua về mà thích bọc áo ghế cũng được hoặc để nguyên bản cũng được. Đấy, không sao cả. Đây. Các chi tiết táp ly này. Đấy, táp lô này các bác nhìn này. Rất là đẹp. Đầu này thì nó nguyên bản rồi. Đấy, vô lăng củ số đây. Đấy, không bị mài mòn trơn bóng gì đâu các nhá. Đấy, tất cả đều là nguyên bản hết, được chưa? Đó. Ui, sách hướng dẫn này các bác nhìn này. Đấy, sổ sách vẫn còn nguyên bản hết đây. Đấy, các chủ cũ rất là giữ gìn và cẩn thận. Đây, sổ sách đây. Từ lúc mua mới vẫn còn nguyên. Đấy, trần thì nguyên bản theo xe này. Trần rất là đẹp. Tất cả đều rất là đẹp các bạn. Đấy, kính zin. Các chi tiết tắp đi đấy ạ. Đó, tắp đi đây. Móc khóa cửa này. Đấy, ghế lì nguyên bản theo xe. Cái này là áo ghế vẫn còn này. Đấy, tháo ra, áo ghế vẫn còn. Đây, nguyên bộ áo ghế ở phía đằng sau này đây các bác nhá. Đấy, sẽ tặng kèm cho các bác nào mua xe. Đấy, tặng kèm cho các bác nào mua xe. Đấy, ốc chân máy này. Đấy, ốc bản lề cánh này, nguyên bản hết các bác nhá. Đây, phía đằng sau đây. Đấy, lốp lát này, 4 quả lốp thì em Thành nhìn rồi. Đều rất là đẹp, vẫn còn đi thoải mái luôn. Chưa phải thay. Nó cũng hơi mòn, nhưng mà chưa phải thay các bác nhá. Đấy, ốc lắp cốp phía đằng sau đây. Đó. Cốp phía đằng sau. Đây. Đấy, nguyên bộ áo ghế màu đỏ đèn rất là đẹp luôn. Tất cả đều vào cuốn nguyên bản hết các nhé. Đây. Đó. Đây là cái để đồ. Đó, phía đằng sau đây. Đóng cái lắp cốp này. Đấy, ốc nhái này. Cũng nguyên vết sơn hình dấu nhà sản xuất các nhé. Đấy. Các thấy thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì cũng chưa được lên cam lùi. Đó, chưa lên cam lùi. Xe gia đình nên bác chủ cũ không cần. Đấy, không cần trang bị gì cả. Với mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng hợp lý, loanh quanh tầm 6-7 lít cho một chiếc xe được trang bị động cơ 1.5 số tự động thì có nhá. Đó. Đây lốp tuần thứ 30 của 2021 này. Lốp vẫn niên đời theo xe các bạn. Đấy, dàn lốp vẫn niên đời theo xe. Đó, thấy chưa? Lốp vẫn niên đời theo xe các nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Vô lăng này, không bị mài mòn trơn bóng gì đâu các bác nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện, cục xoay điện. Đó. Đây các chi tiết ốc nhái này. Nguyên vết sơn đánh dấu của nhà sản xuất các bạn. Đó, đẹp thực sự luôn, zin hết. Gọi là zin hết. Đời cao mà không zin thì cũng không thể bán được cho ai, đúng không ạ? Để các bác yên tâm. Đó, thì bác nào quan tâm về cái chiếc Xpander màu trắng 2021 này. Đấy, hiện tại bên em Thành đang chào bán với giá 565 triệu giá còn độc lá còn thương lượng các nhá. Bác nào quan tâm vào địa chỉ thì alo cho em Thành. Đó nhá.